tên văn mà cậu cái gì tôi không biết. Dạ, cô nói tiếng Anh được luôn hả? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Có nghĩa là hào sắc thì cái không? Gặp hello và quát cho em. Rồi vô cũng phải kêu. Quát cho em là gì? Vô ghét. Đủ hết chuyện á, tôi ngồi trên máy bay tôi nói chuyện tờ lơ cho. Cái chuyện Phật người ta khác, còn chuyện quỷ nó khác. Dạ. Ví dụ cậu tin Phật thì cậu cúng, cậu không tin Phật thì cậu chữ. Dạ. Mà cậu chữ tôi như cậu chữ ông Phật chứ có nhầm nhò gì ông Phật đâu. Dạ, dạ. Đúng rồi. Nó quýnh tôi là đúng như nó quýnh ông Phật chứ có nhầm nhò gì ông Phật đâu. Mến chào tất cả các cô chú anh chị nha. Chúc cả nhà mình một buổi sáng thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và một năm mới thật là an khang thịnh vượng nha. Thì hôm nay là trên cái tuyến đường đi làm của mình ở Đồng Tháp đó, thì mình bắt gặp lại hình ảnh của một người cô. Thì những lần trước thì mình đã gặp cô rồi, nhưng mà mình không có dừng lại trò chuyện, không có tâm sự với cô. Thì qua tìm hiểu thì mình cũng có hỏi những hàng xóm ở gần nhà cô đó, thì ai cũng nói là hồi xưa là chồng của cô làm phi công, rồi qua đời, rồi con của cô bắt ở trên tay của cô luôn đó. Rồi từ đó là cô phát bệnh luôn luôn lúc 27 tuổi. Thì hồi nãy cô cũng có kể là năm 27 tuổi là cô bắt đầu là bỏ nhà ra đi luôn á cả nhà. Đó thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng nhau cà phê với cô để cùng nhau hiểu thêm và trò chuyện với cô, coi cuộc sống của cô làm sao mà cô bị bệnh như vậy, rồi cô hiện tại là cô đang sống với ai, rồi cô làm cái gì, rồi tại sao mà cô lại đi lang thang như vậy và mặc trên người những bộ đồ như vậy mà đeo trên người rất là nhiều vàng như vậy nha. Rồi bây giờ mình đã tới quán cà phê rồi ha. Rồi bây giờ đã tới quán cà phê rồi, thì bây giờ mời cô vô uống cà phê, con tâm sự với cô nha. Rồi uống cà phê nha. Khổ. Hồi xưa khổ quá, giờ giàu quá trời ha. Dạ. Rồi cô có hay ghé để uống cà phê không? Không, ở nhà tôi cũng có tủ lạnh rồi cậu. Rồi, cô uống gì cô? Cô Phật, cậu dùng đi, cậu uống tiêu. Thôi bây giờ cô kiểu gì cô cũng uống phải không? Dạ. Cô uống nước cái gì cho mát mát đi, bây giờ cho con không độ đi, hai chai không độ đi ha. Dạ, dạ, dạ. Cho nó mát ha. Dạ. Quá trời nóng. Cái đầu cũng điên. Bởi vì mấy viên thuốc. Dạ. Tôi đầu óc của tôi là không phải bình thường cậu ơi. Không phải bình thường ha. Chứ vậy là đầu óc của mình suy nghĩ dữ lắm. Nhất hả? Mà nó chóng mặt. Dạ. Máu còn có 24 gì rồi đo thì 12 rồi 80. Cái thằng Long Châu nó bán thuốc rồi nè. Thì cố uống. Giờ dạ. Lên chảnh mua mới thuốc núi nữa đó. Dạ. Có cậu Mờ cũng bán. Biết cậu Mờ không? Dạ không. Ông này cũng xuống 800 núi rồi đó. Không chịu có vợ rồi ở đi tu. Vậy à, cô hỏi thiệt. Cô bán 20 ngàn 10 gói. Uống cho nó giảm vậy lắm. Cậu nói gì? Mỗi lần mà cô đi như vậy cô đi bao nhiêu km lận? Tại vì tôi đã giận em tôi 2 ngày nay rồi, nó không ra về phải không? Bên nay thì chú bác bán đất quả tàu giật 15 tỷ qua Mỹ Covid chết 2 ngày nay. Còn bên nay á thì nó chơi cái kho 20 tỷ, bây giờ nó cũng không coi ra gì. Thì cái trong cái sự giàu của tôi nó có ít lợi tới cậu. Bây giờ tôi lên tôi mua thuốc, mà tôi ốm mà tôi khổ, ở ngoài đời tôi cũng quan trọng. Chứ giờ trong nhà nó cũng không còn nó xéo á, thì bị tay biết. Thằng lớn cũng xe, rõ này là thật thần. Sao sao được, ăn cơm á, nó lấy nồi nó dục. Dạ. Của tôi ăn cơm thả thì có 5 con cháu á. Dạ. Thành ra dân lúc bây giờ người ta tôn trọng tôi dữ lắm cậu, có người thì bạn nữa. Ở gì? Có tụi này lo gì con 200. Còn qua con cho 5 cháu bị kia này khái thôi, nó nói cũng thương má. Rồi thằng nó tập giùm, gọi thằng gọi mại sư á, bán sữa á. Dạ. Mày cũng bán nhưng mà bán với cái giá mắc 15 ngàn. Ờ. Tôi nói thiệt cậu tính cái nơi là trời cho cái nhiêu. Dạ. Trời cho nhiêu tưởng nhiêu. Không, 26 á. Cái dãy mã với tôi á, cái chỗ này mấy cái mày rồi. Dạ con. Dạ. Mình đi hơi mệt rồi, con mời cô uống nước nha. Dạ. Uống nước đi cho nó mát nha cô. Không biết sao mà không sốc. Thì tôi ở đây tôi xin. Nhưng mà gia đình này người ta nhà máy đi Mỹ. Ở Mỹ, American, ở tiểu bang Missouri. Trời ơi, trời thủ đô Mississippi rồi bây giờ về đây hả? Đất này cho ông hậu tư nè nè. Cậu biết là gì không? Là hãng xe du lịch Bạch Tuyết. Trời ơi, nổ tôi chi vậy cậu, mà xe lên sơ gì nè. Nó nổ với tôi dữ lắm rồi. Tôi nói với tao ơi, mày đối xử với tao là 47 năm nay rồi hả? Đau khổ với gia đình mình nhiều. Bình nội, bà ngoại mày, ba mẹ mày, anh em mày.
mà dẫn về hả, toàn bộ là dân không có văn hóa. Dạ. Nói chung với cậu là người ta nói tôi điên, nhưng mà thật sự là nó ngu, nó lì, nó dày, nó nói mình điên. Dạ, nhưng mà người ta nói cô bị điên vậy mà cô có... Cậu đừng nói câu này, cậu nín cho tôi nói, cậu dạ, nói dạ. Là tôi làm sao tôi nói. Dạ, dạ. Cậu nín. Ok. Cái tôi mới tức quá, tôi nói vậy nè, mày nhà ai mà mày sống, chỗ này mày lên. Tao đào tạo mày 17 tuổi, giờ mày 8 mấy tuổi mày cũng con tao chứ. Mày là trưởng du lịch ha, nổ mà giàu thì nổ. Về cái cho tôi cậu biết nhiêu không, 50 ngàn. Tôi đâu thèm nói, tôi nói tiền của tao cúng cho ba mày nè ha. Núi Cấm nè, hai người, mẹ mày nữa, cậu mày nữa. Dạ. Mà tao lên xuống núi đi cái kiểu này là đi hành đạo chứ đâu phải đâu, mà đi ăn xin. Dạ. Trong thời gian này tao phải đi xe bự 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 bự, tao lên tao ở khách sạn rồi tao cúng rồi công trình địa tạng xong rồi tao đi lo cho dòng họ mày, không Nguyễn, Nguyễn Ngọc Hạp ngoại mày, Nguyễn Quốc Anh xe đụng này anh mày, tại sao mày về mày nói vậy, không có nghe gì chân á, không ăn gì chân, mà lần nào ra tòa là nó kêu tao ra làm chứng thì tòa đâu xử, ba nó chết sao xử. Dạ. Nó nhà không báo tử, mà cái ông này cũng lì nó, cậu hai vợ bà lớn á thì cứu tôi ở trong tù ha, ở tù cách vô duyên vậy lắm, nói với cậu nó, cậu nó chết rồi trình bây giờ lắm, tôi bán được 15-20 tỷ cái quê mà giàu quá ha, mà cho tôi mượn đi. Dạ dạ. Nói cậu thúi vậy đó. Ờ. Tôi nói á, giàu nó có ba loại giàu thôi, giàu phước, giàu đức. Dạ cô con nói nghe nè, cái thứ giàu ác đó cậu xài. Dạ con biết rồi, nhưng mà bây giờ hiện tại xe nó chạy lớn quá mà cô nói chuyện con không nghe, thì bây giờ cô gắn cái này lên đặng con nói chuyện con nó nghe ha, gắn cho cái ba lô của cô đó đây, trên đây này chắc đâu cậu. Rồi, con gắn lên cho nghe. Nói chuyện cho nó nghe nghe. Dạ, yeah, cậu nói ha. Rồi, giống như thì nó ra đây rồi cái con dì ghẻ nó dài. Dì ghẻ dài dẫn ba đứa con luôn. Mấy đứa con đó là toàn bỏ hại tôi không đó. Đứa thì hai ba vòng chồng, đứa bốn thằng vòng con, cái ra chợ chữ nó vào đầm tôi không. Đụng trời lắm. Tôi nói như vậy nè, mày đừng làm vậy, dù sao á tao cũng đi lính bốn vùng chứng thực với cậu mày. Để tay xuống đi con, khỏi dịnh để tay xuống, nó đâu lớp đâu. Dù sao tao cũng đi lính bốn vùng chứng thực với cậu mày, giờ cắt lúa cho cậu mày ăn, cậu mày vô tù ra khám chết rồi giờ á, tao bằng tuổi cậu mày, tại sao cậu mày tử vong 37 tuổi mà cháu nó làm chủ tịch Tân Người Đông, nãy cậu đứng hang nhỏ đằng gái đó. Tôi quýnh tôi không? Tôi đâu có đen mà đâu có khùng, hiếp người quá đáng. Tôi tức mà tôi không nói nữa, tôi nói bây giờ mày muốn đất thì mày bán được hay là mày không bán được. Tôi nói với bà tôi bán 6 chủ rồi, tôi nói bán 6 chủ rồi sao bằng khoáng mày không giao, tao giao sổ đỏ bằng khoáng hết. Người ta lại cắt tường, cắt xây hết, ta lại ta làm cho tao hết. Ta là ok hết, còn mày kỳ vậy. Tôi không biết, ê, gặp đài chị mà hả? Tại sao ta giàu cỡ đó, rồi tại sao mày nghèo cỡ này? Mày đối xử tao ha, thì mày cố lên đi. Mày phù dâu dữ lắm nha bá Tư. Cái nó quê nó đi về không? Về luôn. Về luôn dám ho tôi. Cái bữa 27 tôi chơi với Hồng Quang chơi rồi. Cái mấy ổng thì đâu có nói chuyện ngoài đời nữa. Cái bắt đầu cũng nội tôi xong rồi ha. Thường thường năm nào bởi nó kéo quân về dữ lắm, mùa bông dữ lắm. Dạ. Cái tôi chơi với cái bữa 28 cái tôi bực bội quá. Tôi nói bây giờ mấy ông đừng có quậy tôi nữa. Sáng thì tôi giái dữ lắm rồi. Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Ngọc Hoàng, Thượng Đế rồi. Tại sao tôi đi tôi gặp thứ thiệt. Thì tôi đi hơi ra chợ thì ta liền xài được 200 về mua đồ cúng xong rồi ăn uống no say, ngủ gì đâu mà tới 12 giờ cậu. Sao giữ được bốn thuốc mà ngủ dữ vậy cô? Vô thừa mà tôi không có nghe tiếng bông. Ờ. Không nghe tiếng pháo. Mê man luôn, bất tỉnh luôn. Mê man bất tỉnh luôn. Mà Tết này con Tết lớn không? Không có biết là Tết nữa. Sao kỳ vậy? Đã tôi nói tôi sức hồn tôi đi rồi. À sức hồn, sức bỏ cái gì, cái xác này đi rồi. Ủa vậy là cái hồn của cô đi đâu? Đi ngủ chứ đi đâu. Cái hồn đi ngủ mà cái xác còn đây. Tôi đâu phải ở đây. Cái tôi giật mình là 12 giờ trưa rồi đó. Dạ. Cái tôi vô tôi mở cửa thì em tôi nó có tủ lạnh, tủ nóng gì. Tôi nói tao không có lại kẹo, tao không có lại bánh, tao không cần nhang, cần bông. Dạ. Nhưng mà tao thấy tụi bay ép cho tao lắm. Những ngày tháng chích đáo tụi bay không mần được á bay. Rồi suối tao đi nó cắm xin cái lọc ở trên Di Lạc về bán đất được. Bán được 2-3 tỷ, chủ có 1000 tỷ. Bây giờ mày hất hủi tao hả, mày chửi tao khùng điên hả. Mày chết bây giờ đây nè. Cái nó phát nó hò tiếng lên. Nó thứ ba tôi thứ hai mà tôi đi học đi hành tôi làm việc tôi cực khổ mấy trăm năm. Cha tôi không ra gì, mẹ tôi không ra gì thì tôi phải chịu lấy. Nói như cậu vậy sao đầu thai lên gia đình ác kia vậy. Dạ dạ. Kẹt đạn tôi quá. Kẹt đạn quá. À. Mở căn phai đạo cho tôi đi chứ. Hiểu không? À, dạ. Không hiểu đi tiểu đi. Dạ hiểu. Cái tôi không vô nhà cái nó đưa vậy mất á, tôi dục tôi không ăn cậu. Không ăn luôn. Tôi đâu có chích thèm như vậy. Cái tôi nói thà là tao chích đấu cho tao không vô nhà.
cái nó vô đóng cửa cái sầm, nó kéo cửa sắt lại, khách khứa tụi nó không cho tiếp. Hồi lần nhà tôi ghét khách hết trơn à. Cái chùa với nhà mân không phải để tở, cái chùa nhà mân tôi cất rồi một mẹ nè, rồi chùa mới ông thầy trên tay thì chí rồi nó thăm tôi đại khái thôi, tao thăm sức khỏe không chị. Sư bà đi dọc đường cho tôi 500 đó, gặp như cậu mà cho 500 đó. Sư bà á, dạ. Ở Sen Bo về chùa kế bên á, dạ. Mới tặng tôi bữa một kia cả. Dạ. Cái tôi buồn khổ quá, tôi nói mẹ ngâm con khổ quá rồi, vô bà ngâm tôi lại dữ lắm, tôi lại chùa từ thiền ha, từ quan nè ha, đó tôi ngủ mấy cái chùa đó. Quỳ Thất Tổ xin bái Phật. Phải thông cảm chứ, cậu nói câu này á thì quỷ với ma không chứ có ai đâu là tốt tốt đâu, phải không? Dạ. Thì về tự nhiên có cái duyên gặp cậu. Đúng rồi, có. Tôi ở chùa Hương tôi mới về đó. Tôi đi chùa xong rồi đó, tôi nói giờ con cũng tẹt đạn dữ lắm mẹ cha ơi. Nhang này cúng cả ký, mà hồi đó đi bán nhang dữ lắm nha, cất cái chùa thần tài đó. Rồi tại sao đối xử thì vậy, tôi lo chùa mà. Cũng chùa Cam Quê thì tôi cũng cất đó, rồi chùa Tịnh Độ, rồi cái chùa Thầy Lạc, đỡ không sao đuổi. Ứa gan ông. Dạ. Mà cái bà này mới là lạ, bà làm gái ở đâu bên Singapore á. Bà về bà bận đồ tu ha. Mãi bà tắm nước sôi phỏng từ đây xuống. Dạ. Xuống mà tôi cúng bà là đường với sữa. Tôi kêu nhỏ học anh Văn, tôi Long Thảo khách sạn với cúng bà 10 kg đường, 10 hộp sữa. Bà báo biết mang ơn, cậu tưởng ăn của bà tánh gì là vui lắm hả? Bà bó ta giàu mà có người cho, cắt hai cắt có người không cho, còn này ăn sướng quá. Dạ. Thì ít bữa hờn đi ngang nhà cái chùa bà Đại Tỉnh Sáu Hòa Đăng đi ngang. Bà chưa bỏ tôi nữa, bà nói tôi là sát thủ. Xác cái gì mà xác, đó người ta bán đất chùa kế bên thì nó cho kế nhà tôi. Mà dòng họ người ta là bà con với tôi quen hết trơn cái thị xã này. Tôi ở 27 tuổi tới giờ tôi quen hết cái thị xã này, thị xã Sa Đéc. Ừ, lần quá Sa Đéc mà. Ông nội tôi đẻ tại chợ 2, ba tôi đẻ tại chợ 2. Tôi lớn lên tôi cũng sống ở tại cái chợ này cắt lúa, rồi đi làm việc. Em tôi thì nó ngu lì dày, nó không biết trời ra sao, chăng ra sao, nó bán cái số xe đụng nó mới khổ hạnh. Nó báo tụi cái đất tiêu đều luôn cậu. Bán luôn đó. Dạ không, ngồi đi con ở đây. Bán nó trơn luôn. Nó trơn luôn. Ừ. Nó còn nói câu thúi, nó nói bà đó bà phá sản và 8.000 mẫu đất quân nội với các bao. Bà đi nữ quân nhân, bà đi lính, bà đi máy bay, bộ yên phản lực với chồng bà, chồng bà chết, con bà chết, bà về đây bà bị điên. Tôi nói phải rồi, bị điên chứ phải thần tiên hả mày? Tao cảm thấy là thần tiên, tao đi núi đi chùa chứ tao đâu có vô mấy cái lò thiêu, vô mấy cái chạy giam đâu. Ủa, vô mấy cái bệnh viện Phương Châu đâu. Dạ. Có trời nó kéo dậy luôn, gịch thấy bà nội cái đầu ngỗng chết luôn á. Mà tôi ra ngoài chùa Hương tôi cúng ha, tự nhiên nó hết nó sức diện. Đưa mấy ông Phật dược sư về cúng với này kia nọ kỳ đó, hại tôi bị ung thư này kia. Tôi tụng tàn dược sư không à cậu, hết. Ba tôi cũng tụng không mà ổng chết á. Dạ. Cái chuyện Phật người ta khác, còn chuyện quỷ nó khác. Dạ. Ví dụ cậu tin Phật thì cậu cúng, cậu không tin Phật thì cậu chử. Dạ. Mà cậu chử tôi như cậu chử ông Phật chứ có nhầm nhò gì ông Phật đâu. Dạ, dạ. Nó quýnh tôi là đúng như nó quýnh ông Phật chứ có nhầm nhò gì ông Phật đâu. Dạ. Cái bà đó bà chết là bà Bắc Cư tập chưởng nè. Dạ. Ủa cái bà chính nó cũng báo tôi hai con hại tôi hết. Trời ơi trời, tôi ứa máu tôi khổ quá là cậu, tôi mới lên tôi cắm giờ này tôi té rồi đó. Té tới 8 giờ tôi ngủ tại Phật lớn có người nôi mà. Tôi cắm nè. Tự nhiên tôi té xuống cái hàng nó sâu một cái. Rồi năm 2012. Giờ cậu tính 9 năm rồi đó. Dạ. Trời ơi trời, thiệt khổ. Đi như cậu ngày nãy hỏi cậu ha, cậu còn quen còn gỡ uống nước này không? Chỉ đó. Ừ. Ủa vậy mà. Dạ. Cái cây nó khô đi mà lại gặp cái giỏng nó đứt nữa. Trời ơi, nó đưa tôi xuống cậu biết cây nó đập tôi nè. Cái đầu tôi như là chó vậy đó. Chết luôn. Chích luôn nằm dưới cái có người kéo cùng đảo về ha, là bắt đầu tôi không biết cái gì ở ngoài chuyện ngoài đời hết trơn á. Chuyện về mà cần ngủ ha, tới sáng rồi đó. Thì có bốn vậy là rước tôi đi lên tới dặn lên. Đập cái chùa ra thì vàng không ở trỏng chứ có gì đâu không biết. Dành ký ký rồi nè. Ký ký luôn? Ồ, mà nó nứt. Nó nứt ra rồi mấy ông nội ông ngoại gì nằm lê liệt cái trơn mà tôi ở đó giống con ma luôn rồi. Ngủ nửa đêm 2-3 giờ sáng á. Dòm tàn rồi tàu lao mà. Mưa. Tôi mới nói thôi bề trên ơi, bây giờ muốn cho con sống á thì cứu con. Chứ giờ con không có cho mẹ. Dạ. Cha tôi chết nay được 4 mấy năm, mẹ chết 3 mấy năm. Dẫn mẹ dẫn cha đi chùa có ai đâu tâu. Dạ. Cha thì theo tà kiến nuôi mấy
với bà nội với sư sải nào không biết, còn mẹ thì nghe lời mấy ông sư. Dạ. Ông sải nào không biết hại. Rồi xưa sao chồng của cô sao mà mất? Chồng tôi đâu có mất, chồng tôi lấy con tạc mà mất về lấy nó trốn rồi bà. Nó đi ngày ngày vô phóng, ngày đi trường là nản luôn rồi, nó bỏ nó đi mà nó kêu tôi đi ông, nó đưa súng bắn. Tôi với về cha về mẹ ông ơi, cưng lắm, nấu cơm tôi ăn tắm rửa cho tôi cưng, có 27 tuổi nó có 29 tôi trẻ nó chết. Mấy người lấy mấy bài xưa cậu thấy đẹp trai không? Ai đâu mà bỏ mà đi. Dạ. Về gặp ông già tôi vậy, bà già tôi vậy, hỏi cậu phải dội bằng đạn không? Dạ dội bằng đạn luôn chứ. Con nó tử vong trên tay nữa, rồi nhà nó đu rồi nó quýnh, sáu đời nó quýnh. Rồi xong. Dạ. Quýnh nó đuổi ra khỏi nhà. Dạ. 27 tuổi là ra đây đó. Dạ. Ra đây mới vô cái chùa Mẫu Mẹ trên thành phố. Dạ từ lúc mà con của cô mất rồi xong là ra đi luôn. Ra đi luôn, dứt phát cuộc đời luôn, đi vô chùa. Vô chùa. Vô chùa Mẫu Mẹ là bà ngoại tôi ha. Lúc đó ở đâu? Là cái chùa Mẫu Mẹ. Thì ở trên thành phố là cũng như ba tôi cứ sáng đà. Rồi bị kiểm kê mấy ông này vô là bắt đầu đuổi đi vô cái tàu phải không? Dạ. Cái tàu Cao Lãnh nè. Dạ. Trận Quốc Tấn á. Dạ. Sĩ quan mà. Dạ. Bị ông ngu mẹ ông mua đất rồi ông bán đất với cũng làm tàu lao lao ra rồi giấy tờ cũng có gàng đó. Dạ. Rồi bắt đầu mấy ông đó cũng ở đâu lù vô 30% với này kiểm kê chơi xong lên thì bị. Bị rồi tôi bồng con nữa nó đuổi. Thì về nhỏ chết tại du lịch cậu. Nó có cái nhà ngoài là ngục đại cho đó. Cho cái nhà. Cho mẹ con tôi cái nhà. Dạ. Ở có 27 tuổi trẻ quá mà đẹp quá mà giàu quá mà tại sao khổ. Dạ. Tại ông trời ông không thương. Được. Biết không? Dạ, rồi bồng nó về đây cho ông tôn xong á. Nhà nó đu rồi tối lên nó đu rồi nó quýnh gần chết luôn. Tôi liền xe xuống sông rồi tôi nhảy xuống sông rồi sắt luôn mà tôi còn chưa chết tôi nổi lên như là như bông bóng vậy đó ông. Trời cái bà mùi quen quá bà bồng tôi về bà nói thôi đừng có điên cái bà mày vũ giỡn gì ở giống điên chết mẹ đó trời cho tôi giàu cho tôi yêu si bà. Bởi vì giàu quá đẹp quá mà khổ quá ha. Ủa bà đi yêu si người ta. Ừ. Nuôi ba con giờ bự ở Mỹ hết trơn á. Nó kêu tôi bằng gì nào bằng gì Thanh. Dạ. Tôi không có chịu, kêu tôi cái gì tôi cũng không chịu trơn á. Tôi dạ. Nói giờ làm sao cho tôi trở lại y như cũ tôi mới chịu. Dạ, nhưng mà cái tên của cô là... Là Đặng Thị Mật Thanh. À, sao nãy cô nói cô tên Tài Thiên? Tại vì giờ tôi tâu rồi đó, đặt tôi là trên nối xuống thì kêu Tài Thiên. À. Cũng như cậu đổi đời vậy đó. Đổi đời phải không? Vậy cái tên Tài Thiên cũng hay à? Tại mà chảnh về thì nó kêu vậy, còn cậu ở dưới lên thì nó kêu cậu thứ khác nữa. Dạ. Cái tự nhiên cái cậu biết không, bả nhỏ tôi có 4 tuổi, bà đẻ cho tôi nuôi nhiều mới bà đó chuẩn bị thế tôi biết cho bầu đi ra hình chánh hợp tôi hoài à. Mà bà xấu như con ma bà sửa luôn mũi luôn tay luôn chân bà thằng con có đụng xe bên mặt bên chân vậy bắt tôi nuôi không tức không tức không tức dữ lắm mà tôi nói tôi không ở bà nữa tôi đói rồi tôi đói thằng gửi đó thà là nghỉ không làm phải nuôi hai đứa cháu đi học đứa lớn bây giờ á mới về là đi xe du lịch thì nó làm cho con trai giám đốc lô tô vận tải cho bển Cần Thơ nghe mới về là còn nhỏ nhỏ hẳn tụi ông hai đứa thành người hết tụi công an theo tôi mà nói trời ơi bà đi xin cơm cháu bà học giờ thành người hết tôi nói mẹ nó không nuôi cha nó không nuôi thì tôi nuôi dì ruột dì hai có hai đứa rồi hỏi cậu cái gia đình nó khổ nó sợ nó tệ nạn đến thì bán nhà dành ăn ông ngoại tôi qua Pháp chết ha bà về bà giá sao bán đất này 2-3 tỷ rồi tôi gửi ngân hàng tôi cho bà dưỡng già từ đó tôi mà đổi đời luôn hả đổi đời bây giờ cất rồi xong hết trơn rồi nó giật tiền tôi chứ đổi tôi nói mày đừng có làm vậy nha mày hại giờ giờ hại quá tao giết mày giờ à mới kỷ lộn qua nay dạ giận đi ha bỏ đi rồi bữa nay tính gì không nói vụ án thì gia đình nó thúi quá trời rồi bây giờ ăn có năm bạc cháu tôi xỉu nãy tôi gặp cậu là tôi xỉu đó rồi bây giờ ăn uống gì chưa có ăn được cái gì đâu mà ăn chứ không tôi đã nói với cậu rằng cái gia đình nó thúi dữ lắm rồi ha nhỏ này về thì nói này nói nọ tàu lao thiên đế đó bà chồng chết năm ngoái tôi cũng đưa vô ông chảnh rồi anh chồng rồi giờ còn thằng chồng đó rồi tôi hỏi gì chứ gia đình mày thối cỡ đó đó dạ. Mà mày không gả nhỏ này để nó thối giống mày nữa dạ. Cái nói tôi vàng nhiều tao tu lâu năm mà giấu luôn. Tới cái ngày mà đắc hòa sen rồi đó chừng đó cậu mới nhìn xem ai đúng ai sai dạ. Đâu đó. Phải cậu giật người ta cậu giết người ta mà cậu giàu đâu rồi. Cái con này nó mới ác con chú con bác cái cậu mà nó đưa tôi ra phường ha. Ông nội mà trưởng Pháp tư Pháp đó là ông Phú hay Phú chết rồi. Giật đất tôi còn đi nói câu xấu. Nó lành được cái cách mà 30% ba tôi cho nó tiền qua mùng 1 á là nó sửa tướng liền. Rồi lần bác tôi cũng cho một sao giường nó cậu móc lên có nhiều rồi giờ phần của tôi cậu ngang còn thấy mấy cái hộ đó. Xây cái nhà mồ vĩ đại lắm. Vĩ đại lắm. Nhưng mà cái nhà mồ thì... Obama về nó có năm đâu mận thôi. 1900
tính đây tính lại là 2005. Dạ. Nó về liên khúc luôn, thằng 607 nó xuyên tới. Cái thằng công an trưởng, thằng đám giảo xạo lại, hại đánh con hả? Chơi đó hòm, chơi luôn 7 hòm rồi qua đám giỗ nó đâu giờ. Khu phố đó. Ủa, tổng thống Obama cái gì đó rồi hả? Về rồi nữa, mà cái nhỏ em đâu qua nó quen. Là tại nó đi học, 20 tuổi nó kết này trong trường đại học. Sao lấy đẻ ra mấy Mỹ Đen này, 4 đứa xấu quát đẻ nhỏ này, phải không? Cất 4 khách sạn. Chừng em tôi đụng xe không bán khách sạn nữa gì à. Thằng ra nhỏ em tôi nó làm tài thằng này, mà thằng này nó khỏi đụng thống luôn, giờ nó về Hà Quay rồi. Câu nhỏ này năm nay mới 46 à. Hồi đó nó về lại nó có 18. Ủa vậy là mấy cái nước cô bói tôi đó. Vậy là đó giờ cô có đi qua Mỹ lần nào chưa? Mỹ thì tôi không từng đi, nhưng mà mẹ nó thì nữ nhân với tôi. Dạ. Mới lấy chú tôi đẻ nó thì không ai chơi. Dạ. Nó phải quá đau khổ nó mới gả cho Mỹ Đen này ha. Dạ. Mà bà má lớn nó là thím út của tôi. Dạ. Em ruột Lê Đức Anh, ông trời không? Lê Đức Anh là ừ, hút nước. À. Bây giờ bà tử vô lắm, bà nói tôi là tàu lao, mày á, tao bắt về tao gá cho Mỹ Đen rồi, hết nói luôn. Chừng bán tới mấy khách sạn cho con này bị đụng xe nó bị tai nạn quá trời nặng, cậu ơi, chở trời gãy á. 800 triệu cậu làm gì cậu, đâu có tiền, một cắt không có, đóng vô ghi vô. Nói à, mày là tiền tao hả, mày giả điên hả, mày nhiễm thế hả. Chứ thúi luôn mà tôi không có trả lời được, tôi nói bà đừng nói vậy. Lỡ mà má tôi với ba tôi không đâu chú Út. Làm gì có đẻ con nhỏ này, mà không có con nhỏ này á, làm gì bà có con gửi tổng thống. Giả sử bà lấy mấy con cùi mấy thận, bà là cái thá gì của tôi. Dạ. Tôi không sợ bà đâu. Dạ. Cái bà đi đó mà đã, bà về bà đi qua Thái Lan, bà về bệt, bà không nói tới. Bà cho được ít tiền, vài ngàn đô. Bà nói giờ tao cho mày 5 ngàn đô đó. Dạ. Thì xây mã cho ba mày xong rồi mày đi núi. Thì bắt đầu có tiền dễ tu. Dạ. Hay ha. Hay ha. Sẽ chuyển mà. Xây chuyển mà đấm cậu đó bằng cậu 28 tuổi tại một lớn cầm cho tôi 5.000 bạc ở 500 triệu. Dạ. Mà tôi nói sao cậu lấy tiền trong chùa cậu cho tôi 500 triệu. Thì ông đó cũng cỡ tuổi cậu, ai biết ông nội ngoại, ai biết ông tuổi Bình Dương á. À, tại bà cho tôi thỉnh kinh đại bi. Tôi thì nói thiệt với bà. Dạ. Bà lỡ đường mà ngủ ở đây đêm nay tôi cũng cho bà 500 triệu như thường. Tiền đâu mà giữ vậy trời. Ủa cái chùa nó giàu quá trời. Ông vô ông cho. Cũng cho bà vào khuya tôi lết tôi đi về. Tới giờ tôi đâu dám nói em, tôi giấu thấy bà nội luôn. Cậu thấy tôi ăn chơi bậy bạ quần áo vàng vòng do tôi tạo ra. Dạ, cũng tiền của cô không đấy ha. Ừ. Tôi đâu phá sản đâu, quýnh tôi. Vô công an sáng nữa, ngồi nói chuyện công an. Công an nó cười vậy nè, thấy người đó hiền, tá tướng. Nói, chồng sáu này kỳ. Qua ông lại đây uống rượu về bà phải không? Mới chết sáng nè, 86 tuổi. Tôi nói ông bị gì vậy, ông nói khè cái ngủ luôn. Chút mà nợ 686. Bây giờ tôi gặp cậu một chút tôi mua gà, tôi cũng lên tôi nói cái đám này. Nói cái đám này nó trúng không còn cắt nữa. American, Nhung. Sao cô biết? Ngã, tôi giấu tên văn mà cậu, cái gì tôi không biết. Dạ, cô nói tiếng Anh được luôn hả? ABCD, EFG, HBD, KMN, USTU, WXYZ. Có nghĩa là hào sắc thiệt gái phải không? Gặp hello và quất cho em. Nó là vô phát kêu. Quá cho anh em là gì? Vô ghét. Đủ nó chuyện á, tôi ngồi trên máy bay tôi nói chuyện tờ lơ chân. Trời đất ơi, cô ngồi trên máy bay nói chuyện luôn. Ừ, hồi đó nó lấy một bạc, nó riết nghe vậy lâu gọi nó thả bom tờ lơ cho nó không cảnh. Dạ. Mà nó cũng ngựa lắm, tôi đuổi đi mẹ nó, mày lấy ai đó mà lấy đi. Có bầu rồi nổi dịch, quýnh lộn với chồng. Quýnh nó dữ lắm mà. Tôi cha mẹ tôi giàu, tôi đâu có khoái đó. Dạ. Dạ tính ra cô. Được, tôi về đây luôn. Dạ, tính ra tiếng Anh, tiếng Ngu rồi này kia cô hay ha. Dạ. Mang bụng là bắt đầu tôi bị gạt rồi đó. Dạ. Mà cái trận giặc Đà Nẵng, cậu biết cái trận Chu Lai vượt Mỹ cỡ nào, tiệm cái bay đáp xuống về đó tôi làm việc nha, trưởng phòng, coi hai cái bệnh viện, bốn cái trường học. Dạ. Cũng người ba xa đeo đàng hoàng, mà tại sao kỳ vậy? Trời bắt tôi phải lấy gì đó. Nó là trưởng hành quân. Nhật mà lại bắt. Dạ. Ủa cô, mà nhiều cưới đó, mà tôi không chịu, ba tôi cưới gả thôi. Điều ngoại trúng anh. Bởi vậy? Khổ luôn. Hồi xưa có cô đẹp lắm hả cô? Trời ơi, tôi ở đơn vị tôi là nó đưa tôi qua ngoài hội chợ, cậu biết bán cho Nguyễn Thiệu giống như là siêu thị, như là cậu là người mẫu không? Năm 23 tuổi rồi đó, nó đưa vô đó là ngồi như là siêu mẫu đó. Siêu mẫu à? Bán đủ thứ trơn trời không? Cho quân đội này kia vậy đó, rồi thì trong cái khóa học của tôi, nữ nhân thì nó có xã hội, cũng có một mới đi Nhật là Osaka. Thì nó bắt buộc rồi phải chịu lấy học y tá nè, rồi ca sĩ đủ ngại chứ cậu ơi, ba mẹ tôi chiều lắm, tương tự mà đẹp. Dạ. Mà học giỏi. Dạ. Chừng mùng bốn cái cao ông chở dụng quá cái ông quái luôn, giờ cứ cảnh giàu của tôi có ai thấy không, chừng ông chết rồi nha. Tôi nói thiệt cậu,
còn cha thì gót đỏ như son. Một khi cha chết có con dúng bùn, cắt lúa tơi tả luôn, có cái quần quần nó 7 năm trời đó, còn đến từ 27 tới 34 tuổi. Dạ. Mà trời hại con chi vậy? Tôi đâu có khoái cái cảnh đó đâu. Người cha anh nói đó, không cho mày làm, càng làm càng bệnh. Dạ. Bệnh nằm dễ nách làm là 55 tuổi. Mà bây trên nhắc nhở cô ha. Cái tôi hỏi máu quá trời ra, hai công an vô. Chính thằng này lâu chết, 10 thằng con công an chết. Dạ. Rồi sao tôi bỏ cậu 55 tuổi, cậu bệnh viện này sẽ đét á. Dạ. Cái tôi về tôi tu luôn. Tu luôn. Ăn rau qua mà cậu Hà Lan á. À. Dạ. Yeah. Đi nước tương. Bây giờ mỗi ngày cô ăn. Mời ăn được nha, mời ăn được. Dạ, bây giờ mỗi ngày cô ăn cái gì? Năm cháo trắng xíu thôi. À, cháo trắng xíu thôi. Dạ. Nhưng mà phải. À. Hành đài tôi dữ lắm rồi đó. Tôi tử là nó nát hết trơn rồi đó, nhưng mà thật sự là giờ nó liền khô à. Dạ. Có cái điện công luyện hả cậu? Thiền á. Ngồi thiền ha. Rồi đó, tỉnh sáng hôm qua dạy tôi rồi, giờ tôi cũng thiền công cho nhỏ này. Nhỏ không tác tôi thiền cô mà nó ngại, nó ngỡ, nó ngại, nó ngỡ, nó nói xài. Dạ. Nhưng mà cô con thấy căng mà mình giải nó được. Đúng rồi, không có căng đâu có làm được đâu. Tôi là trộm cắp làm thưởng theo gì mà lo chân cầu quá quá thì được cũng tự dặn luôn. Có không mà có trộm không? Hỏi cầu vậy chứ cái ngày 1, 2, 3 là tôi nhà tôi tơ rồi. Dạ. Lập thưởng ai mà nhậu mà tôi hỏi cầu ẻ quần rồi quần đâu cậu ăn. À. Cái đó là cậu phải tự dặn tự tắm hiểu không? Dạ. Không ghé nhà nó tán mai rồi nhà nó bị chết một bị hai ba người anh em nó chết mẹ cha nó chết rồi mặt mũi là tụi nó chạy mà nó lên nó cấp không cúng mà chả nó cùng mỏ còn thanh cầu đó nó không cúng nó đã cho dòng họ nó nhập rồi nó khoét lên nó chửi rồi tôi hỏi cậu nhưng nó chửi rồi tôi nhịn nó không chửi lại hả tôi đã cho bệnh luôn nó chết luôn cùng quay ghê à cùng hai ghê à đó. Tôi nói cậu nãy rồi, dạ. Thằng ông già này thiệt sát. Dạ. Ba người tính hơi rồi đó. Nhưng mà kệ người ta, tại cái tánh của người ta. Cái tánh của người ta cậu biết không? Dạ. Tôi xây chỗ vô tôi đuổi người ta cắt. Nhà tôi cắt thì người ta bu lại là cắt em tôi đuổi người ta ở. Dạ. Nó kiếm chuyện gia đình tôi, nó nói bà thường già chắc nghỉ mẹ bà cắt. Bà cắt bà chắc ai ở. Dạ. Cái thằng kia bà lại nói đi là theo ok. Nó nói tụi đi lò thiêu ok. Ủa cô thì chửi rồi vậy đó cậu. Dạ. Ủa cô ơi, cô đeo vàng nhiều quá vậy cô ra ngoài đường cô không sợ người ta giật cô của cô sao? Thì hai trận rồi nó quýnh mềm thay ở dưới bất hồ rồi. Uh-huh. Trước á, trước tết á. Dạ. Một trận rồi nó giao đâm tôi luôn hả? Bữa 23 hai có hai bà già trai rồi đâm tôi. Sao vậy? Tôi cái để cãi cậu nhau một cách ba thước nha, giao phút vô người cũng được, có người bao tôi vậy nè, bà chơi tao bao tôi vậy nè. Bạn cái đâm trắng quá, cái người ta nó mới đi. Nó dạt ra, đồ tự bi đó, dạt ra, hiểu không? Dạ, dạ. Vừa tới là thao đi xuống, không có máu chết. Thằng đó không biết ai không có mẹ. Chết, thằng đó tên thằng nào. Mới chết là ông nậu rồi. Nó giật mình nó luôn, ở như phường mậu. Ủa cô? Rồi bữa đó là cô bị giật hả? Ừ, mà thằng nó bên mẹ này. Nó tức quá trời, cái con rõ bên xấu đó. Nó chết rồi, nó khổ mẹ chết. Nó tô vừa phường, nó bị hộp máu á. Cái tôi hỏi, ủa sao lắc đàn thế là tấm lòng chết tử. Ủa rồi cô rồi bữa đó có mắc vàng nhiều không? Nhỏ, dụ tôi đây, cái nhà nó đâm tôi, nó đánh tôi. Thì trong thời gian đó mấy người xung quanh thấy cái cảnh tôi á, đồng thân không trả lời một cái ông nội công an này á, bà Tàu. Ừ. Cho bà Tàu nha. Nói tao chợ mình cắt mẹ tao nghe vậy sao thấy lá cờ treo buổi sáng ở trên trời hai cậu mới hỏi nhiều nó năm chín bị đục quỵ cho tôi lên bớ cho nội hộ tôi báo tôi tử không ai nhìn trên nói tôi nó dốc vậy là ai khi đóng ma đi lò thiêu tôi không đi là không đi nói sao bà không đi đi chi tao không có quen biết cho bắt tao đi. Dạ. Dòng họ gì người dân rất lạ giống như cô ai qua đời là cô đi báo tử hả? Ừ, báo tử không em mà bề trên thông báo cho cô hay gì hay là không phải thông báo cái thằng đó đó nó ngồi cái quán đó. Dạ. Nó ngồi đặng nó kiếm chuyện mấy nhỏ số đài. Dạ. Nó nói tôi là làm bao nó số cho mấy nó trúng 2-3 tỷ. Dạ. Tưởng sao cái nó kêu cái bà da trai đâm tôi. Trời ơi. Dù Thái á. Dạ. Bà nó múc dại thiệt chứ. Cái tôi tức quá trời tức rồi tôi nói tao không có quen biết gì tại sao mày a tao tự nhiên thằng này chết mới lạ. Chết rồi nữa cái tôi lên chở tôi cho hai cái không ai dòng họ cho mày trên á.
Không, nhưng mà con thấy con mặc đồ đẹp. Cái đám ma thì tôi đâu có quen đâu, tôi đi mà cúng cúng ai giờ sử dụng cậu phải đố không, tôi lại tụi dữ lắm nha. Dạ. Người tám lại luôn, còn giọng nhất đó. Dạ. Ngủ ngắt luôn. Dạ, nhưng mà con thấy cô mặc đồ đẹp á, mấy đồ đồ trẻ trung xì tin luôn á. Tôi phải diện theo Đức Phật, cũng như Đức Phật này á, là thật mà là qua đà, ông phải mặc đồ y như thường luôn. Dạ. Ông vô ông tà gian quỷ quái là ông diện. À. Vậy đó. Dạ, mà cô có diệt quỷ quái được không? Thì tôi nói ba em rồi, cậu nghe nó giờ cậu quá rõ ràng rồi. Quá rõ ràng. Cái bà nội này, bà nội trai với ông nội này, rồi tới mới một hôm, cái ông già này. Dạ, mới dạ. Có ba người hà mà tôi gặp cậu là cậu biết tôi Phật trời rồi đó. Dạ. Rồi cô bây giờ có nhận đệ tử không? Nói Phật trời là cậu quá sợ mình chị Thiên Hoàng rồi chứ vậy. Thầy đệ tử thì có gì đâu khó, còn cũng chủ quyền rồi. Cậu ở dây. Nguyễn. Sốc của tôi đó, hồi Nguyễn Gia Long cũng chủ quyền, cậu Nguyễn. Nói không, cậu có giờ con quá nghèo, rồi cho con cơ hội con giàu đi. Dạ. Giống thầy như cô phải không, giống như cô nè. 36 chiều 27 kiếm xài. Dạ, giống như cô nè, thấy không, nè, 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 nè. Đó. Cô yên tâm đi, cô độ, cậu được, phải nói cái tâm cậu là tôi tin. Rồi mua với số đúng. Dạ, vậy là 86. 86. À, bữa nay, bữa nay ngày mai. Chiều 4 giờ 6 nè. Đứt chạy rồi. Lên nói 4 giờ rồi. Chạy lên nói tranh thủ, chảnh mà chảnh nó chắc đứt vô càng chắc mẹ khiến. Cậu quá, chắc quay gì dứ, tụng lên nữa quá. Lên xàm quá tụng lên cậu. Thì chắc ai nhiều khi nó trốn còn nghe nó không đưa tiền. Chắc nhiều khi bề trên khiến gặp con rồi phải không? Gặp cậu được, tôi nhận vé tôi đi về sớm, quay về nhà tôi chúc cậu đưa tôi về nhà tôi chắc ăn à. Ờ. Nhà cửa tài sản tôi với cậu xuống, cậu thấy cái cơ sở của tôi, cậu có tin tôi là Phật. Chứ nếu mà cậu lên cái vòng ở trên cậu tin tôi chắc tôi nghĩ là cậu trốn quá. Dạ. Tào lao không à. Mà cái căn nhà đó hiện tại là cô sống có một mình thôi hả? Thì mới cất hồi ngắn 117 giờ 21. Dạ. Mới sẽ cất nè. 4 năm rồi. Mới đây mà giấc ngủ rồi đó cậu. Màu ha. Rồi mà chín tháng giêng. Dạ, cô có thật. Nhà tôi thì cũng đủ thứ Phật, Phật đẹp không mà không có Phật nào xấu trơn á. Nhưng dạ. Mà tôi ở với mấy Phật ghế sao tôi giống Phật quá trời không biết nữa. Biết mà lại giờ câm. Dạ. Không có nói chuyện nhiều. Ai nói gì nói tôi đứt cắt cả trời. Vậy yeah. Ha. Dạ. Làm cho con người tôi nó khóa sổ vậy không? Khóa sổ hả? Ừ. Dạ. Mày mới bóng cửa là đâu mất trong là trong nhưng nhất lát chắc sợ nhà không. Không dạ. Ý đồ của tôi là gần chai không mê chai và gần gũ mê gũ. Dạ. Mà diễn thuốc lá tại vì ung thư phổi. Dạ. Hiện tại cô có nói rằng đó nó chửi tôi hoài, nó hút ghép mà nó chết giờ còn bự báo cho mình. Dạ. Mà nó đẹp dữ lắm mà nó vô xe am tôi nghe cái nó để nó tàu rồi đi tài xế đi với tụi cháu. Vậy hồi quá trời hút là thù quá ngủ được. Vậy hồi cô cho con về tham quan nhà con nghe. Ờ, chở tôi về nhà cô đi, không dạ. Có thêm chảnh nữa. Tìm chảnh cái vùng đó là tà gia quỷ quái. Vậy hả? Ừ. Giống như bây giờ đầu nó giàu ha, nó nghèo đã giờ nó giàu cái nó đậu tánh không? Dạ. Vô kêu chó cắn. Dạ cô nói nghe nè, giống như là cô đã tu lâu rồi nhưng mà bây giờ giống như những cái người mà bị ma nhập quỷ nhập á, cô nhìn cô thấy được không? Thấy hết trơn, đưa nước cúng là hết, uống vô là hết, nước Phật á. Dạ. Dạ. Chở tôi về luôn. Dạ. Lên chảnh còn kẹt lại thêm. Dạ. Sau nó có số mà nó trúng cái nó mua nó ăn cái chiều nó nhậu chờ đã cái ngày mai không có số á, mua chặt lắm trời. Chữ cô ha. Ừ. Ngày mai đâu có ai tử trong nó đâu một. Dạ. Trôn rồi ngày mai trôn. Dạ. Ha. Dạ. Vụ án mà. Của nhà 24 tiếng hồ, có hiểu không? Dạ. Mà trong thời gian ngày hôm nay là ngày nghiên cứu. Ai đúng ai sai. Đúng rồi. Thí dụ cậu đúng á, thì cậu có mẹ, có cha, có tiếp, cậu thì cho cậu vợ. Dạ. Phước tài là thọ. Còn nếu cậu ở không đúng á, thì cho cậu bán đất, mà cậu mua đất, cậu cũng bán, cậu chơi rồi. Tại vì á, mấy người có hỏi sớm rồi đó. Rồi nói bị bán năm cục đất mà về mà chơi. Hỏi câu đó rồi sao tôi nói. Mà chấp nhận cho bị bán năm đồng đất mà chơi. Dạ. Nói vậy đó là cậu biết tai nạn rồi đó. Nhà tôi giờ nó xuống đất đụng quinh chứ. Đụng quinh luôn. Bả thằng này tôi xuống được thôi. Chỉ cậu ấy có cái nhà bự ha. Nó còn trẻ như cậu mà nó 1000 tỷ rồi đó. 1000 tỷ rồi. Nó không, nó mua đất tù nó mua luôn rồi tới mất hồn. Ờ. Đưa cái bụi tre luôn. Ủa vậy cái nhà của cô là bây giờ đi cuối đường. Giống như đi chạy đi ngược lại đúng không? Gặp cái vòng xoay. Nè nè. Cậu đi gan cậu gan chúng xấu chở tôi về làm đó. Biết tôi là làm sao. Dạ. Xác có cho tôi mà. Dạ. Người ta biết chuyện. Dạ đúng rồi. Bữa đó cậu biết sao không? Cái ông nhà bằng 8 cái tôi nói ra Vũng Tàu. Tự nhiên mẹ tôi chở mẹ về. Dạ. Giống như cái bây giờ cái số tiền đó cô sử dụng cô làm cái gì cô? Tính lời mua 10 gói thuốc tán cảm trước mặt của ông hậu này mà đau khổ đâu vừa đảo quá trời không? Giống như mua thuốc để uống để bệnh đó phải không? Thôi giờ con cho cô để mua thuốc uống nè. Dạ cái này để mua thuốc bệnh cảm đồ này kia hả ho đồ này kia uống ha. Giảm chóng mặt được được.
trở về luôn. Mà mỗi ngày cô đây con thấy cô đi như vậy chắc cô mệt dữ hả cô? Là cái vụ án như là cái vấn đề như là mình đẹp mạng quá. Dạ không, giống không như có chỗ mình đi. À giống như mình lên mình thăm mấy cái người ngày xưa đi bông. Ờ à, giống như là có người kêu cô đi không hay là cô tự đi thôi? Hai giờ trưa là bắt đầu cô vấn đề rồi đó. Vấn đề sao cô kể con nghe, 12 giờ trưa là sao? Dạ. Cái bắt đầu cái mẹ đó nó chạy vô. Tôi có ra mấy cái mã ông bà cho mẹ em tôi. Dạ. Nói thôi giờ đừng có phá nữa để cho tao tu. Dạ. Thì tự nhiên con người tôi nó say sẩm mặt mày quá trời vô quần áo tôi thử nhẹ tôi lấy tôi bệnh rồi hết. Tôi mới nói với em tôi một câu là bây giờ mày đừng có quậy tao nói nha. Tao đi lên rừng bông tôi xin tiền đó. Tao xin mấy người đệ tử đó. Chứ giờ tao khổ quá trời khổ rồi. Mà giờ mày còn quậy tao nữa hả? Còn cái mương lớn nó cũng bán 15 triệu không? Cưa luôn cái mương, cưa luôn cái bụi tre, nó bắt buộc nó bán. Ba tôi đưa cho ta, giờ nó đầu tao quýnh nó. Cái nó chửi tôi, nó nói mày mà cào qua cái gào của tao, tao đập đầu mà cúa. Nó nói cậu đó đó, cậu hỏi rồi tôi sẽ rồi tôi mới tức, tôi mới nói vậy nè. Nhờ ai mà ổn hết này, nhờ ai? Tao không ở tàu, tao không đi bệnh viện làm gì, tao ngã cho mày. Bây giờ tao nói với tụi thằng là mày tranh chấp cưa hai với tao rồi giờ mày lấy sổ đỏ một tháng mày bán chơi với tao rồi ha. Rồi bây giờ mày muốn dây cái bảy đụ xe nè tôi tàu lắm tàu nó bị chuyện rồi bảy nó về nó thấy bộ bữa tuổi bữa mà xẻo nha đâu có ai trả tiền nó đâu. Dạ ông ma giờ nó nghĩ tổng thống rồi còn nhỏ em tôi thì giờ lấy người khác nữa. Rồi tổng thống giờ là ai làm cô? Thằng bả đền tầm bị giết rồi. Trời đất ơi biết hết trơn nha. Ở cô con nghe nè cô. À, giống như 12 giờ e 12 giờ cô không đi là cô bị nhức đầu đúng không? Ừ. Nếu mà cô đi thì cô có bị nhức đầu không? Không. Không. Vậy đó, hả? Khó chịu vậy đó. Ờ, à, ngộ quá ha. Ừ, cái nó nói sao khó vậy? Tao bữa khổ chẳng chịu nên quậy nữa rồi tôi có đi, có nhờ tôi đi. Dạ. Hay quá, để chút xíu rồi con chở cô về. Ừ. Ô nhà cao một lớn mà tôi đâu có vấn đề rồi tại vợ anh đâu rồi cậu được ai. Dạ dạ. Tôi làm ăn xuống ngang rồi ai ở đúng tôi là cũng đúng lại. Dạ. Tôi mời về nhà nữa cho thấy cái cảnh của tôi nữa. Buổi này nó bận hét. Mà con thấy cô đi ngoài đường á, ai hỏi cô chửi dữ lắm mà sao con? Trời ơi, quýnh chết luôn, giết luôn hả? Tại cái hại của tôi là không phải cái người là chuyên gia là sạp. À. Mà chuyên gia là thi ngờ. À, còn con là cô sao? Không không. Nhưng mà con đến đây thi ngờ cái thứ ba là cái người mà xỉn đục. À. Mà cái vụ án cậu không có biết cái cảnh của tôi đây. À. Thôi là hồi đó ở đây nè bốn mấy năm đất không à đất ruộng nó lấy chồng với vợ nó vào mất tờ nó ở rồi giờ nó chửi luôn tức hả mà bị tú á. Dạ rồi cái thằng người ý nữa rồi xếp trên đây rồi cậu lao đó trời ơi trời con cậu đi cậu sống mà cậu không biết người ta. Dạ. Người ta cũng hơi quá đáng. Dạ. Nhưng mà bữa nay con có duyên mới được nói chuyện với cô đó chứ. Vụ đó đâu. Ừ. Tại vì á, cái phước của cậu có. Dạ. Cái lọc của cậu có. Cái tài của cậu có. Thì ở trên người ta mở căn khai đạo cho cậu đi. Dạ. Mà cậu không biết đi thì cậu té. Dạ. Cậu không hiểu cậu đi tẻo. Còn cái chuyện của người ta, chuyện nó chảnh. Nhưng giờ tôi xử không có được cậu ơi. Dạ. Bây giờ nó đẻ như heo rồi đó, nó bắt tôi ở đó giữ gìn nó. Cái thằng em chồng nó ngủ chích luôn. Thằng kia lấy xe đụng tôi đã rồi, chở tợ tôi. Rồi da đụng hắn rồi, ngủ đây, nằm chờ ấy, không đi. Dạ, ủa cô? Cứng cái chân rồi giờ tôi lên, đặng xỉ nhục. Bây giờ cô muốn đi bệnh viện không? Con đưa cô đi bệnh viện. Bệnh viện nào? Cô muốn đi bệnh viện nào? Bệnh viện dây. Thì mình có bệnh gì đó thì con đưa cô đi. À, cái vụ đó là sổ nhà tôi có bảo hiểm mà. Ừ, tới đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì bây giờ cô muốn đi bệnh viện nào? Bây giờ cậu đưa tôi về nhà, tôi có thuốc trong người rồi, tôi uống vô là tôi ngủ. Dạ. Nên chẳng xin thuốc mấy đó nữa. À. Xin thuốc mấy đó nó bán thuốc nối mà 20.000 mười gói. Hồi đó giờ cô có đi bệnh viện tâm thần chưa? Bệnh viện cái vụ án cậu nói là không có với tôi rồi nha. À. Cái vụ án Phương Châu là tôi từ giả 17 năm nay rồi nghe. Tôi về nhà, về cửa tôi xuống nhà tôi thấy cái cảnh của tôi giờ nhà cửa tôi. Rồi chút xíu dẫn con về nghe. Dạ chở về nhà mới được chứ cậu đừng nói chuyện khác nữa. Cậu nói chuyện khác nữa là nó không đúng với tôi rồi đó. Đúng rồi đúng rồi vậy là con. Tại vì cậu đúng hại tôi rồi. Cậu nói cái câu nắng mưa tôi chịu. Dạ. Còn cậu chuyện người ta chở tôi tàu lao cái chuyện đó tôi không phải. Cậu đúng hệ với tôi rồi. Tôi hỏi cậu vậy chứ như chó nó dẫn vào nhà nó ỉa thú thấy mẹ tôi để tôi đừng quýnh hả? Cái đó là cái lỗi của nó.
còn cái đất tôi bán em tôi lấy tiền tôi không cần nói cô, mà tôi đi ngoài đường có người bố thấy cho tôi. Dạ, giống như bữa nay con gửi quyền độ tôi. Dạ. Tôi tin là Phật. Dạ, bây giờ cô nhìn con đi, con có cô thấy con như thế nào? Hết chóng mặt rồi đó. Hết chóng mặt rồi phải không? Hồi nãy cô có cái điểm lực của Phật cứu tôi. À. Đúng không? Dạ. Cũng cứu tôi rõ ràng, bây giờ tôi giảm nhất rồi đó. Giảm rồi phải không? Hồi nãy con nghe cô nói á, là con chung hệ với cô á, là cái hệ gì cô? Cái hệ tìm hiểu. À. Thế giới đó đây. Thế giới đó đây hả? Suy nghĩ chuyện ở đất Mỹ. Suy nghĩ đúng Mỹ hả? Con suy đâu có biết. Suy nghĩ chuyện ở đất Mỹ của con... người ta ở Mỹ, người ta sống kiểu gì. Dạ. Còn cậu ở đây á, cậu thấy người ta ăn chơi du lịch rồi hỏi sống kiểu gì. Dạ. Ủa cô, cái thuốc này thuốc gì đây? Xài tiền, có người không xài tiền. Thuốc này thuốc gì? Long Châu nó bán cho nãy giờ uống hết 2 viên rồi đó. Mà thuốc gì mà cô uống lần 2 viên dữ hả? Uống cái này viên là bác sĩ kêu. À. Kêu là giảm chút mặt, cậu hiểu không? À, giảm chút mặt hả? Dạ. Tại cậu nói tôi ra bệnh viện tôi mới sợ, tôi lo tôi uống thuốc. Dạ không phải. Cái đó đừng nhức đâu. Dạ không phải, ý con hỏi là cô có muốn đi hay nó không? Nó mà nhất á thì tôi uống, còn không nhất thì tôi đi ngủ. Dạ. Còn lên chảnh là chủ yếu tôi là tôi mua thuốc, nhưng mà gặp cậu là hên. 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 Lên chảnh mua thuốc hả, rồi nó cũng bán, nó cũng lấy tiền nó ăn, nó giọng mà. Nó xấu tôi, nó nói cấp ăn chạm, hùng điên, muốn xuống đài. Rồi tâm thần, hỏi cậu nó xỉ nhục mình vậy đó. Mà nhưng mà trong khi nó gãy tay mình chị nó hết mà giờ nó không tin. Ủa cô, mà người ta nói gãy tay mà tôi chị nó hết á. Người ta nói cô bị tâm thần đó, nhưng mà cô có bị tâm thần không? Thì thứ nhất á là cậu bị thất bại, cậu hiểu không? Thứ hai đó là cậu bị người ta chà chửi. Dạ. Thứ ba là trong nhà cậu không ổn. Dạ. Cậu hiểu không? Dạ. Mà cái xóm của tôi là xóm hại, y như hại rồi như vậy mình xử lý nó, nãy giờ mình nói chuyện với tụi tò với tụi công an nó mới ghép mình vô cái vụ ke, nói mình là đồ biến thái vậy hả, nó đâu có hiểu hoàn cảnh. Dạ. Nhưng mà nó hiểu hoàn cảnh mình rồi nó quỳ lại mình vậy sao vậy á, mình là cái gì mình cũng trải qua hết, trải qua từng trải từ cái 28 tuổi của cậu là tôi trải qua tới 38 48 58 giờ 74 tuổi, 74 tuổi rồi. Sao tôi ngu hơn cậu được, bởi vậy không thể nào ngu. Đúng rồi, bất lực lòng cũng biết, tôi không có làm cái chuyện sai trật. Dạ. Nếu tôi làm gì sai chẳng thì cậu hại tôi, giống thức cậu hại tôi rồi cậu còn đi khoe. Đúng rồi. Ví dụ tôi muốn mua đôi dép, tôi có tiền tôi lại tôi mua. Muốn mua ly nước có tiền mua. Không đúng có rồi. Những đó những khác tôi xin nước lâu tôi uống. Dạ. Tôi lên tôi mua thuốc không bán quyền mày. Nhưng mà mày bán mày lấy tiền mày không bán thì mày uống đi. Còn bệnh viện này đối với tôi quá xưa rồi. Tại vì đó tôi bị chó cắn, ngập nước cũng chết, có bất kỳ đó cậu. Nó mới nói tôi là giữ độc và làm hai bữa thì quần áo thối quá, nhà cửa thì không có, cha mẹ không có, anh em chưa bán đất được. Dạ. Thì cái vụ án đó thì nói chung là nó sốc mình. Dạ. Trốn nhà thương về 17 năm nay là tôi quỳ lại Đức Phật. Đức Phật ơi, Đức Phật kêu Phật số là Phật thương liền. Dạ, bề trên ha. Đâu có vụ tâm thần, nếu nói về tâm thần ở dơ giấy ăn cứt, ăn dơ, ăn giấy, ăn bậy bạ. Đúng rồi. Mới gọi là tâm thần rồi, phải không? Dạ. Còn nó ở dơ mà nó chửi tôi là không ổn rồi đó. Vậy là cô đâu có bị tâm thần? Đâu phải. Dạ. Nhức đầu là tại vì mưa. Mưa đã rồi tắm. Dạ. Bây giờ cô có muốn đi bệnh viện nào không? Giống như là mình có muốn đi khám bệnh gì không? Con dẫn cô đi khám. Ơi, khám cái gì, sáng ông Châu nó bán thuốc tôi. Nó nói bà bị hạ canxi rồi nó đo máu. Nó nói thôi bà về. Về thì về, về có ăn hộp cháo nằm. Nhưng mà chưa, hôm nay kiếm mấy bà cố nội rồi gặp cậu. Đâu lại là vậy thôi chứ đâu, không phải cái gì. Bị... mà thật sự là tôi đi trên đường đây là tôi quen. À. Người mà Phật trời thì người ta chiếu cố, mà mấy người quỷ ma đâu chiếu cố. Dạ. Cát cái bà nội bỏ nó chạy vậy sao bộ không nói. Dạ dạ đúng rồi. Rồi không khẩu trang nữa, rồi nó nói mình là Covid nữa, rồi kiếm chuyện gia đình tôi nữa, rồi hỏi cậu gây gấu với tôi hoài, cứ dồn dồn lên hoài. Dạ. Chuyện đó thì nó dĩ nhiên là nó phải dồn cái chuyện khác nữa, rồi nó căng thần kinh. Căng thần kinh. Tức quá trời rồi. Bởi gì? Bực bội gia đình, hiểu không? Bỏ đi, bỏ nhà ra đi luôn. Bỏ nhà vậy đi lên lên chút xíu rồi giờ ngủ mẹ rồi văn mộng ngủ chứ đi đâu mà. Dạ. Quỷ cái mấy em cái rồi tôi bận lắm. Thôi đừng. Ôi gạo. Thôi biết là đừng chửi nữa cô ơi, bớt 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 mình. Phải, tôi giận nó lắm. Rồi. Bán 2-3 ngàn tỷ thì cậu có một cắt một tức đâu. Bởi gì? Tôi phải xin tiền cậu là cậu nghĩ thế nào. Không không. Về nhà tôi không, không. Thảy sát cái gia đình. Không, cô không có xin con nghe. Cái này là con gửi cho cô uống thuốc chứ con không có xin cô. Dạ dạ. Rồi thôi cô cứ giữ gìn giữ cái tiền đó để mua thuốc uống ha. Nhưng tôi không có làm cái chuyện xấu, tại sao nó đi xỉ nhục tôi. Dạ con biết, hôm nay con nãy giờ cô nói con tôi nãy giờ
cậu không biết gì về con người thôi ta. Dạ. Nó nói rồi mày cũng sao cũng hẹn gì. Sao ông hổ không gì, hỏi cậu mấy cái đó phải mày tính không? Dạ. Ủa, thì bánh... thằng Tấu anh chị mới tính thì lục tổ vậy thì thằng Tấu gõ mỏ bụng kênh ôm sầu bắt nhã chứ có thằng tên thằng đánh gì cho cậu không? Dạ đúng rồi. Thực tế. Dạ. Ủa bữa nay giết. Ừ. Bữa nay. Không phải là cậu gõ mỏ mà tôi tin cậu. Cô, bữa nay giết thằng Tài đó rồi cô có cúng nhà không? Trời ơi, chờ nhà tôi hơn cái am đó, nó thờ nó cúng ngày 8 một chép cắt không chờ nữa. Tôi nói cái tâm người ta đóng cửa mình tại vì cậu đậu đó. Dạ. Tôi đậu nó có nở đó. Dạ. Cậu bồ sao cho nó tan cái lá dùng mây đi thôi đây. Sao? Tôi có đậu ba bộ như bà rồi. Sao mà con thổi được, cái tan cái dùng mây đó được, cô thổi không được mà. Nhưng mà nhưng tôi á đi xanh nó đeo dẹp tôi chở đi xanh không ai cho ông cắt tôi có lót dưới đất tôi xanh không trời tôi ra mà tôi cũng chạy mấy lần tôi bệnh cỡ tôi mới nha khôn cũng chết tôi cũng chết là cậu biết gì cũng xịn sắc còn cái món cọc ghê nó bán lắm thấy tôi đem Phật xuống được tặng nó với mấy bộ kinh đó ai di đà đó trời ơi trời cái bà này có tu dữ á tôi trong cái khách tôi ngoài tôi trong hoàng trụ tôi ngoài Phật chơi tôi nói đạo không ai nó chạy liền dạ cậu nói đạo rồi nó chạy liền đại chạy liền ha. Cậu dạy đó, bây giờ chạy. Dạ. Không có chạm, không có rồi bây giờ cô uống nước đi. Rồi chút xíu là con với cô là về nhà. Dạ. Bây giờ về nhà xa không? Cái chỗ cái cầu làng qua đó hả? Rồi bây giờ con lại đó rồi người ta bắt con luôn với chửi con luôn với cô không? Không con nào mà tới mà gây gói đó tại vì đất hết rồi. Dạ. Yeah. Nhà tôi ở mình. Rồi vậy không, là bữa nay không con nữa. Bữa nay con cũng vinh hạnh lắm mà được cô mời về nhà đó nghe. Nhỏ thôi. Chuyện tầm thường quá cứ như ghé cũng như người sao đã ôm vậy đó. Tính đi tính lại cậu nghĩ như người sao đã ôm vậy. Dạ. Yeah. Không có gì hoang mang. Chỉ yeah. Có tôi. Rồi đúng rồi, không có gì. Hơn nữa. Đúng rồi, không có gì hoang mang trơn á. Vẫn thấy mẹ rồi. Cái sao thằng nào có tiền nó cũng đưa tiền đi hương. Đi hỏi cậu qua cầu lãnh, cậu lãnh nó mới lớp đi qua tới gặp tới cụ hậu ha, cụ hậu chưa xong nó có bò lên núi, trời ơi cậu chưa thấy cái cảnh của tôi bảy núi mà tôi tâu cỡ đó đó, tôi về đây người ta chở tôi núi làm luôn cái kẹt tay luôn. Bữa nào kẹt tiền quá cô bán bệnh chiếc di chuyền chiếc lắc gì đó cô mua thuốc uống chứ bây giờ vàng đeo quá trời đeo. À mình đeo này đó không phải là mình mua vàng mình đeo mà người ta cúng dường cho mình là cái bà bán này qua đời mà khóc dữ lắm mà tỷ dòng không được mà nói thôi giờ tôi tặng bà mà đeo bà giữ cái kỷ niệm của ông xã. Dạ. Đại bá công an Nguyễn Trung Lâm ở xã Hậu Chết. Dạ. Nói bà bắt tôi đeo người hoài chắc tôi điên luôn quá. Tôi đâu có chịu đeo vàng không? Đó, tôi nói tôi là thêm không biết đeo rồi sao giờ tôi đeo dữ dằn giống mấy đứa. Sao giờ? Mà đưa nổ mà đưa đeo tùm lâm chân cái bữa đó xong đứt đầy. Đức đây 16 sợ. Trời đất ơi, 10. 16 sợ là vàng dữ. Thôi, dành thiệt mà. Thì này bà quỳ lại, bà khóc quá trời, chịu không nổi. Đưa nữa. Đưa nữa. Tháng này đưa nữa nè. Trời ơi, tao quỳ. Cúng bà tôi lại mà, nghe bà từ thiên. Bà đổ tôi bán đi. Đưa hai bà bạc cho bà làm ăn đứng xong bà bán hết trơn không? Hết trơn luôn. Hay à. Ổng độ quả sức mấy bà tên. Cái bà nói là của quyền của thằng Nguyễn, đó, thằng Nguyễn thì Úc. Cái nói sao bà ông thờ mới có mừng về gầu sao của quyền lớn quá vậy. Cái tôi mới đem hai bộ Phật ra bà nói thôi tụng đi. Cái nói tụng ghét thì cũng không ai tin. Mà tôi hoài cũng không thấy Phật nữa. Bây giờ tôi với bà bạn. Cái bà nói ai có phước lắm mới được tôi nói chuyện á. Cái tôi nói thôi tôi không nói chuyện với bà nữa. Tại vì bà người mà khi người mà bắt ế mà kêu tôi bắn đắt cho bà đuổi tôi. Ừ. Cái việc hoài rồi thằng Tài để tôi cũng cho nữa. Mà qua với ông đệ này với ông thằng Tài. Lo mấy ông đó biết á, cậu thấy tôi có thời gian không? Lo có thời gian. Lo ông thần tài thổ địa giết mà không có thời gian luôn. Ăn không có thời gian ăn nữa. Trời đất ơi, hèn chi thấy ốm quá ốm. Bởi vậy rồi về nhà. Con ăn thử, nó xuống thành qua nhà. Nó có tên đâu. Sao bởi vì gán ăn uống vô cô ơi, lúc này thấy ốm quá rồi. Không tin. Nhưng mà giết người ta năn nỉ cô đeo vàng luôn là cô là phải dữ lắm rồi á. Nhưng mà bữa nay con cũng có phước lắm rồi mới được cô nói chuyện đó nha. Tốt
món ha. Dạ. Heo nó ôi á, con cá tụi áo giờ tụi nó cố dẫn hàng hai mươi ngày 21 tuổi hả? Tôi nói mày đi giờ theo hỏi tao sao mày hỏi tuổi tao chi vậy? À. Cái đem nó điện tài cho cái nó kẹo cái nó bán hết trơn luôn. Con cái này kia ăn đau bụng quá trời cậu ơi. Vậy hả? Chỉ đó. Chỉ là ăn cháo trắng thôi phải không? Tôi khoái ăn vậy thôi. Dạ dạ. Cái ăn trắng của tôi nó hiền mà nó tu nó bệnh lại nó không khoái đua chen với người ta vậy đó. Dạ. Tôi mà đua chen người ta tuổi tôi có số nậu có cốc cốc trơn rồi. Dạ. Dạ. Đẻ như heo rồi đó mà tôi nghĩ cái chuyện đó là không có khước đất rồi mình xanh nó ra. Trời có quánh thấy người nào nó không. Đó tôi chốt tôi lên núi tôi ở tôi chốt trong mấy cái hàng mấy cái hốc ở chỗ mà cậu. Dạ. Thằng mấy bà mấy mấy á mẹ tôi khỏi biết. Rồi. Thì ra đời không biết tôi tu. Rồi. Tôi về đây rồi đó. Rồi ok. Rồi bây giờ uống nước đi cô, uống nước đi cô. Chứ bây giờ sao mà con thiệt á, cô nói chuyện chắc tới chiều luôn á mà không về tới nhà được. Bây giờ mình đi về nhà ha. Đấy, uống nước đi rồi mình đi về nhà. Cậu biết cái cơ sở của tôi. Cậu giỡn mặt tôi quá trời. Không, con đâu có giỡn mặt với cô đâu. Giỡn mặt hai hại rồi đó. Thôi giờ về chăng. Thứ nhất á, cậu hỏi tôi đi bệnh viện ha. Hỏi thứ hai là cậu gài cho tâm trạng phải không? Tại vì cô đâu hay bệnh mày đâu. Dạ không, không, con đâu có gài cô. Tôi đâu có bệnh gì trong người. Đúng rồi. Thôi giờ về ha. Dạ. Dạ, thôi đây cũng có duyên, có phước. Rồi. Dạ. Trời ơi, tôi giàu tới nổi mà ở nhà có tủ lạnh luôn. Trời đất ơi. Phải giàu lắm mà mày sắm được cái tủ lạnh đó. Rồi đi liền. Rồi cho cô thêm miếng nước ở đây. Mô phật. Cậu không ai dành hết trơn. Dạ. Cậu nói là chở quýnh tôi rồi mà chở đụng chạy bỏ biết nhiêu người gãy xương gãy tay mà tôi phải cứu mà ta. Dạ. Vì này á, sức giàu như kia. Hay quá. Hết hai ba người rồi đó. Không có người thì mô phật, không có người là chở hồng đen. Dạ. Nhiều hại lắm. Tụi lấy mất cự lắm. Rồi thôi giờ con với cô về ha. Rồi. Gia đình không có phước rồi con khổ. Uống nước đi cô, khoan hả về chút xíu về. Dạ. Rồi ok, cảm ơn mọi người ha, rất là nhiều. Thì cái cuộc trò chuyện của mình với cô á, thì nói chung là cũng gắng nghe cô nói chuyện coi mình hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào không, nhưng mà mình nghe xong rồi mình hoang mang luôn á, mình không biết là cô đang nói cái chuyện gì mà chuyện này nó dính qua chuyện kia rồi chuyện kia nói qua chuyện nọ rồi chuyện nọ dính qua chuyện kia nữa. Thì thật sự là cô cũng có bệnh đó cả nhà, có bệnh mình mới như vậy thôi, nên là cũng mình nghĩ á, là cô có nhiều cú sốc lắm, sốc này cũng sốc kia nên là ảnh hưởng về thần kinh của cô á, thì mình cũng không có dám nói cô bị bệnh thần kinh hay là bệnh gì hết á, nhưng mà cô cũng không có chịu người khác nói mình như vậy á, nên là bây giờ mình sẽ về nhà với cô để thăm cái nhà của cô coi như thế nào. Thì hôm nay là cũng may mắn là có cái duyên gặp cô á, chứ bình thường là lúc trước là mình cũng gặp cô rồi, nhưng mà cô giống như là gặp những cái người khác á, cô chửi dữ lắm luôn, nhưng mà hôm nay gặp mình sao mà cô nói chuyện quá trời quá đất luôn cả nhà ơi. Dạ thôi bây giờ mình về nhà ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi video của mình nha.